và trở lại với chương trình văn nghệ. Thùy Vân xin mời quý vị cùng chào đón nam ca sĩ Lâm Gia Minh với một sáng tác của nhạc sĩ Bằng Giang, Người Về Đơn Vị. Xin một tràng vỗ tay cho nam ca sĩ Lâm Gia Minh. Chiều nay tôi biết anh buồn vì ngày mai sớm lên đường. Ấp tan đời như những chiếc lá úa rơi theo thời gian. Anh ơi, cho dẫu cách xa nhau, xin nhớ lấy phút này thương mến biết nói sao vừa. Kỷ niệm nhớ hoài về đơn vị mới mang hương tình phút giây này. Đêm nay ta chút cạn tâm sự bên phố khuya quạnh hiu, bên quán xưa tiêu điều tưởng tình chán chưa. Mai anh đi rồi giờ còn nói gì thêm nữa. Quê hương trăm nẻo đường xa vời, thương nhớ sẽ làm đôi giây phút không nỡ rời. Cầm tay khẽ nói tin nhau trong đời tình bạn bè anh với tôi. Từ đây đôi đứa đôi đường, còn lại tôi ở phương này. Dặn anh về đơn vị mới nhớ biên thư thăm nhiều nhé. Anh ơi, tôi biết nói chi đây, giây phút quyến luyến chia tay, canh gác đã đến phiên rồi. Kỷ niệm trong đời, lời tôi lần cuối thôi nâng cạn hết ly này. Chút can tâm sự bên phố khuya quạnh hiu, bên quán xưa tiêu điều tưởng tình chán chưa. Mai anh đi rồi giờ còn nói gì thêm nữa. Quê hương trăm nẻo đường xa vời, thương nhớ sẽ làm đôi giây phút không nỡ rời. Cầm tay khẽ nói tin nhau trong đời tình bạn bè anh với tôi. Từ đây đôi đứa đôi đường, còn lại tôi ở phương này. Dặn anh về đơn vị mới nhớ biên thư thăm nhiều nhé. Anh ơi, tôi biết nói chi đây, giây phút quyến luyến chia tay, canh gác đã đến phiên rồi. Kỷ niệm trong đời, đời tôi lần cuối thôi nâng cạn hết ly.
đời tôi lần cuối thôi nâng cạn hết ly này. Lời tôi lần cuối thôi nâng cạn hết ly.